tin giáo hội tại Việt Nam. Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Đời Sống Thánh Hiến và các tu đoàn tông đồ thăm giáo hội Việt Nam. Nhân dịp Đức Hồng Y Karas de Avis, Bộ trưởng Bộ Đời Sống Thánh Hiến và các tu đoàn tông đồ đến tham dự Đại hội Liên Tu Hội Đời Châu Á, được tổ chức tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn. Đức Tổng giám mục Du Xe Nguyễn Chí Linh, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam đã kính mời Đức Hồng Y đi thăm ba giáo tỉnh của Giáo hội Việt Nam. Đúng 13 giờ 50 phút giờ Việt Nam, ngày 2 tháng 9 năm 2018, chuyến bay của Đức Hồng Y Corres de Avis đã đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Ra đón Đức Hồng Y tại sân bay, có Đức Giám mục Du Xe Đỗ Mạnh Hùng, Giám quản Tông Tòa Tổng Giáo Phận Sài Gòn. Đức giám mục Ferro Nguyễn Văn Đệ, giám mục Giáo phận Thái Bình, chủ tịch Ủy ban tu sĩ của Hội đồng Giám mục Việt Nam cùng nhiều linh mục và tu sĩ, sau khi rời sân bay, phái đoàn đưa Đức Hồng y Bộ trưởng về nghỉ ngơi tại trụ sở Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam. 18 giờ cùng ngày, đoàn đưa Đức Hồng y Bộ trưởng đến Giáo phận Xuân Lộc, chào thăm Đức cha Giáo phận Xuân Lộc và dân thánh lễ với các tu sĩ tại nhà nguyện Tòa Giám Mục Xuân Lộc. Lịch trình của Đức Hồng Y Bộ trưởng tại Việt Nam như sau. Thứ hai mùng 3 tháng 9, Đức Hồng Y Corres de Avis thăm viếng Tổng giáo phận Sài Gòn. Buổi trưa, Đức Hồng Y Bộ trưởng chào thăm Đức Giám Mục Giám Quản, Đức Hồng Y Doan Baptista Phạm Minh Mẫn. Buổi chiều, Đức Hồng Y gặp gỡ các tu sĩ tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Thứ ba, ngày 4 tháng 9 năm 2018, Đức Hồng Y Khoras De Avis sẽ tham dự Hội nghị Liên tu Hội đời châu Á. Thứ ba, ngày 4 tháng 9 năm 2018, Đức Hồng Y. Koresh avis sẽ tham dự Đại hội Liên tu Hội đời Châu Á tại Hội trường Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Ngài sẽ dân thánh lễ khai mạc đại hội, sau đó sẽ có bài phát biểu với các đại biểu. Thứ tư, ngày 5 tháng 9 năm 2018, Đức Hồng Y Bộ trưởng sẽ đi thăm Tổng giáo phận Huế. Thứ năm, ngày 6 tháng 9 năm 2018, Đức Hồng y Bộ trưởng sẽ bắt đầu chương trình thăm viếng Tổng giáo phận Hà Nội. Thứ sáu, ngày 7 tháng 9 năm 2018, Đức Hồng y Bộ trưởng sẽ thăm các nữ tu dòng Mến Thánh Giá Hà Nội vào lúc 10 giờ, ngài đến chào thăm ban tôn giáo chính phủ và dự tiệc mừng. Sau đó, Đức Hồng y Carlos Davis đã rời Việt Nam và trở về Roma vào lúc 17 giờ 30, kết thúc chuyến viếng thăm Giáo hội Chúa Kitô tại Việt Nam.